Xin chào các bạn. Video này mình sẽ quay một chiếc máy bay nhỏ đặc biệt trong một ngày trời trong xanh ở sân bay Nội Bài. Chiếc này được trang bị hai động cơ cánh quạt và sơn màu đỏ trắng. Đây chính là chiếc máy bay làm nhiệm vụ hiệu chỉnh hệ thống iOS đường băng 11L sân bay Nội Bài. Một chiếc Beechcraft B300 kinh E350. Đây là một loại máy bay phản lực kinh doanh khá phổ biến. Tuy nhiên chiếc này đã được trang bị các hệ thống đặc biệt để làm nhiệm vụ hiệu chỉnh hệ thống iOS của đường băng, tức là hệ thống vô tuyến hỗ trợ máy bay hạ cánh. Chiếc này mang số đăng bạ T7CAL. Nó được trang bị hai động cơ PT6A-60A của Pratt & Whitney. Máy bay có thể đạt được vận tốc tối đa là 678 km/h và đạt tầm bay tối đa hơn 3.300 km. Vì là bay hiệu chỉnh đường băng nên máy bay sẽ không đáp xuống đường băng và cũng không thả bánh đáp, mà chỉ bay vòng qua vòng lại ở trên bầu trời khu vực sân bay. Chúng ta sẽ có thể ngắm chiếc máy bay đặc biệt này lượn rất nhiều vòng ở trên bầu trời sân bay. Đây lại là một vòng lượn khác của chiếc King Air 350. Có thể thấy chiếc máy bay màu đỏ trắng rất nổi bật trên nền trời xanh. Loại Beechcraft King Air này không chỉ được sử dụng trong dân sự mà còn được sử dụng rất nhiều trong quân sự. Trước đây thì ông Đoàn Nguyên Đức, hay còn gọi là Bầu Đức, cũng sở hữu một chiếc loại này. Sau đó thì máy bay đó đã được chuyển cho hãng Vietstar Airlines. Ở vai trò là máy bay phản lực kinh doanh thì chiếc này có thể chở được tối đa 11 người. Và trong lần tiếp quản đường băng này thì đã thấy chiếc T7CAL hạ bánh đáp. Như vậy lần này nó sẽ hạ cánh xuống đường băng.
Lần này thì chúng ta có thể quan sát rõ hơn chiếc máy bay này khi nó bay ở vận tốc thấp để chuẩn bị hạ cánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.